Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 25 Ồ, hoa này sao vậy? Nguyễn Nguyễn cố ý nói lảng sang chuyện khác, nàng chỉ vào đóa hoa mà người nam nhân cầm trên tay thốt lên. Ngạc nhiên là thật, bởi vì đóa hoa tỏa ra ánh sáng vàng kia sau khi mất đi viên tròn giữa nhị hoa đã dần mất đi ánh sáng. Cho đến hiện tại, hoa đã giống như bị gió thổi khô, cả sáu cánh hoa đều bắt đầu khô héo. Đây là hoa gì vậy, Đại sư Huynh? Nếu Thẩm Ân đã nói có thể tăng tu vi thì hẳn phải là linh hoa, nhưng Nguyễn Nguyễn lại chưa từng thấy nó trong các sách cổ có liên quan nên dĩ nhiên không biết nó là hoa gì. Thẩm Ân lấy một chiếc hộp nhỏ ra từ trong người, cẩn thận đặt đóa hoa kia vào trong, rồi lại nhận lấy túi đựng đồ chứa đầy đồ ăn đã ném cho nàng trước đó, lúc này mới chậm rãi lên tiếng cửu U Liên. Hạt sen là nơi hội tụ tất cả linh khí, đồng thời cũng là nguồn sống của hoa này. Ngắt bỏ hạt sen, chặt đứt nguồn sống, dĩ nhiên sẽ khô héo rồi. Song dù có khô héo rồi thì cánh của hoa cửu U Liên cũng là thứ hiếm có. Tuy rằng linh hiệu không bằng hạt sen nhưng so với những linh hoa linh thảo khác vẫn mạnh hơn cả trăm lần. Cửu U Liên là cửu U Liên ngàn năm mới nở ra một đóa, có thể giúp người ta thăng cấp đó sao? Nguyễn Nguyễn lập tức trợn tròn hai mắt, miệng há to, không khép lại được, giọng cũng cứng nhắc. Thẩm ân nheo mắt nhìn nàng hỏi, lẽ nào còn có cửu U Liên khác à? Huỳnh dễ dàng để ta ăn một hạt sen quý giá đến như vậy à? Giọng thiếu nữ đột ngột lên cao, gương mặt nhỏ nhắn, trắng xứ chuyển đỏ. Cô nắm chặt tay, giận dữ, ta xứng sao? Ta không xứng. Ngọc kép, người nam nhân ưu tú, yên lặng vươn tay ra vuốt má nàng một cách chiều mến, đôi mắt sao động sóng nước, dịu dàng nói, tiểu sư muội diễn quá lố rồi. Tưởng anh không nhìn thấy mũi chân nhỏ vui vẻ đạp đạp trên đất đến mức sắp đào ra được cả một cái hố trên đó hay sao? Thiếu nữ bị nói chúng tim đen không hề bối rối, mặt không đổi sắc, lập tức cười một cách thiếu nghiêm túc. Nàng nắm tay chàng khẽ lắc lư, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sao, "Đại sư huynh, sao huynh lại tốt vậy kia chứ?" Linh thực quý giá như thế, dù là người tu sĩ nào có cơ duyên bắt được, cũng không nỡ chia sẻ với người khác, dù chỉ một cánh hoa, chứ đừng nói là hạt sen nơi hội tụ tinh hoa. Ấy thế mà Thẩm Ân lại có thể không hề do dự đốt ngay cho nàng ăn. Nói thật, Nguyễn Nguyễn thấy rất cảm động. Thế hả? Vậy hay là chúng ta, người nam tử anh tuấn cầm ngón tay út của nàng, bàn tay với khớp xương rõ ràng khác giả vờ mổ vào eo thiếu nữ. Nguyễn Nguyễn tránh thoát bàn tay đưa ra kia, bước sang bên cạnh, vội đáp, hay là chúng ta đi tìm nhóm Tam sư huynh đi, không biết họ thế nào rồi nhỉ? Vừa nói nàng vừa đưa ra phương hướng rồi cắm đầu đi về trước. Tiếng cười của người nam nhân theo gió thổi đến bên tai, hướng đó dẫn thẳng đến đầm băng của cá ăn thịt người. Muội chắc chắn muốn đến đó à? Thiếu nữ buồn bực, đôi má căng phồng đỏ ửng, mũi chân chuyển sang một hướng khác. Thẩm Ân cong môi cười, trông theo bóng lưng của cô gái nhỏ chỉ hận không thể hóa thành gió bay đi. Chàng thực sự muốn cùng nàng song tu, nhưng chắc chắn không phải là ở nơi như thế này, chàng không có sở thích coi trời là chăn, coi đất là chiếu. Hai người không biết đã đi được bao lâu, đừng nói là nhóm Mạc Liêu Quang đến cả một bóng người cũng chẳng trông thấy. Dọc đường đi là những vườn hoa tràn đầy linh khí, trong đó mọc đủ các loại linh thực. Bởi thế mà hai người chẳng cần tốn nhiều công sức đã lấp đầy túi đựng đồ mang bên người, có thể nói là bội thu. Nguyễn Nguyễn vui vẻ không thôi, chẳng muốn nhúc nhích, cứ ngồi nguyên đó ngắm cảnh. Cỏ xanh như thảm, điểm suýt hoa thơm, một cánh bạch hạc lướt ngang mặt hồ, cuộn lên những rung động khẽ khàng nước trời xanh biếc một màu, đúng là một địa điểm đẹp để nghỉ dưỡng. Vậy mà vui vẻ chưa được bao lâu, cả người nàng đột nhiên lắc lư. Nàng lập tức đứng lên, chỉ thấy mặt đất nứt ra một khe hở, cây cối xung quanh hoặc là bị hút vào trong cái khe ấy, hoặc là đổ dạp vì địa chấn, cảnh vật xinh đẹp thoáng chốc đã tan hoang đổ nát. Bí cảnh sắp đóng rồi, chúng ta mau đi thôi. Thẩm ân kéo tay Nguyễn Nguyễn, vừa lắc mình đã đứng ở nơi quen thuộc những đệ tử tông môn khác cũng lục tục đi ra, người nào người nấy đều chật vật đủ đường, mồ hôi đầy đầu. Có người đi vào đường hoàng, đi ra lại là được đồng môn khênh ra, cảnh tượng thê lương khó dùng một từ thảm để định nghĩa. Ngược lại, thẩm ân và Nguyễn Nguyễn gọn gàng xinh đẹp, tinh thần phơi phới chẳng hề giống như vừa bước ra từ cùng một bí cảnh. Đại sư Huynh, tiểu sư muội hai người không sao chứ? Mạc Liêu Quang lách qua đám đông, tuét miệng cười với họ, với tinh thần này chắc không bị thương tích gì. Giản Chi Bạch có chút thương tích trên người nhưng đôi mắt đen vẫn lấp lánh như trước, có lẽ chuyến này cũng thu được kha khá. Mọi người nhìn nhau, trong lòng tự hiểu, không đề cập bất cứ chuyện gì có liên quan đến bí cảnh. Không phải kiêng kỵ đồng môn mà là rời khỏi cửa nhà, người đông hỗn tạp, không chừng lại có tu sĩ tâm thuật bất chính, nảy sinh lòng sống. Dù sao chuyện giết người đoạt bảo cũng chẳng phải chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lòng phòng người không thể không có, cẩn thận một chút vẫn hơn không. Suy nghĩ thì là tốt nhưng vào lúc quan trọng luôn có người lạc nhịp. Đại sư Huynh, nóng quá, Nguyễn Nguyễn kéo tay áo thẩm ân, vuốt mồ hôi ra đầy trên chán, giọng nói yếu ớt, ta cảm thấy trong cơ thể như có nhiệt khí chạy loạn ấy. Thẩm ân đanh mặt, nghiêm túc hẳn, sau khi bắt mạch, nhìn vào ánh mắt vô tội của thiếu nữ thấy vừa tức vừa buồn cười đây là sắp lên cấp rồi nói dứt lời bầu trời mây nãy còn có mặt trời rực rỡ chiếu rọi phút chốc đã răng kín mây đen tối sầm lại một mảnh u ám bao phủ khiến người ta rợn tóc gáy tu sĩ tụ tập ngay đó đều lập tức hiểu ra gào thét kinh hoàng đó là điểm báo sắp độ kiếp rồi mọi người mau tránh ra trong nháy mắt cả mấy trăm tu sĩ đều lùi ra rất xa những người ở gần đó còn chạy nhanh đến mức suýt ngã cả ra mọi người cùng nhau tạo ra kết giới bảo vệ lớn giọng nói với ba người thẩm ân vẫn còn chết lặng tại chỗ chưa di chuyển chân diễn đạo quân mọi người mau đến đây thiên lôi sắp đánh xuống rồi nào ngờ lúc này tiểu đồ đệ của vô vọng chân nhân lại sắp độ kiếp tu luyện ngần ấy năm chỉ đến được luyện khí kỳ giờ chắc cũng sắp đến cảnh giới trúc cơ rồi nhưng bầu trời ngày càng đen kịt lại thấp thoáng có cả lôi quang, dường như còn khá mạnh. Đây là lần đầu tiên tiểu sư muội trải qua lôi kiếp, thân là sư huynh sao ta có thể rút lui chứ? Tiểu sư muội đừng sợ, có sư huynh ở đây với muội." Mạc Liêu Quang vô cùng trượng nghĩa, trao cho Nguyễn Nguyễn ánh mắt trấn an. "Cũng chỉ là thiên lôi của trúc cơ kỳ thôi mà, người có tu vi kim đan như hắn còn không chịu được hay sao?" Nghe vậy Nguyễn Nguyễn còn chưa kịp cảm động, Dây tiếp theo Mạc Liêu Quang và Giản Chi Bạch đã bị kéo ra vòng phong tỏa thiên lôi. Thẩm ân mím môi, thẩm nghĩ đúng là bọn họ không chịu được thật. Sấm sét với sức mạnh kinh hoàng như ẩn như hiện trong mây, thẩm ân híp mắt nhìn lên, sau đó hạ mắt hỏi thiếu nữ đang run rẩy, giọng nói dịu dàng khác thường, sợ không? Không, không sợ, Nguyễn Nguyễn nuốt nước bọt, hai chân khẽ run, cảm giác như sắp nhũn cả ra. Thực ra nàng sợ muốn chết, là thiên lôi đó nàng lớn như vậy đây là lần đầu trông thấy sấm sét mãnh liệt đến thế đánh vào người liệu có cháy thành than luôn không hừ nói dối tay áo bị cuốn lên theo cơn gió rít gào người nam nhân với vóc dáng ưa nhìn cong môi cười vươn tay kéo thiếu nữ vào trong lòng bàn tay ấm áp đặt sau gáy thiếu nữ để nàng chôn cả mặt vào ngực mình giọng nói tan vào cơn cuồng phong dữ dội nếu sợ thì đừng ngẩng đầu dứt lời lòng bàn tay khởi động linh lực khép kết giới, bảo vệ hai người trong đó. Thiên lôi giữ đội đánh xuống lần đầu, bụi đá bay tứ tung, mặt đất bằng phẳng bị đánh thủng một lỗ lớn, khói trắng bay lên lẫn mùi sợi cháy. Lần thứ hai, thứ ba, thiên lôi mạnh mẽ lần lượt đánh xuống, đánh vào kết giới bảo vệ bằng linh lực lại hiện ra tia lửa ti tí. Vạt áo của người nam nhân với nét mặt bình tĩnh bị thổi bay, dây buộc tóc màu trắng cũng tung bay giữa không trung dáng người cao lớn lại bất động, che chắn cẩn thận cho thiếu nữ run rẩy trong lòng. Nguyễn Nguyễn được ôm chặt trong lồng ngực rắn chắc, không nhìn được gì, chỉ nghe rõ tiếng gió gào thét bên tai và tiếng ầm ầm của thiên lôi giáng xuống. Thị giác bị che đi, những giác quan khác cũng sẽ nhạy cảm hơn. Nàng thậm chí cảm nhận được cả nhịp tim đập của người nam nhân ôm mình và hương thơm mát dịu nhẹ rất dễ chịu. Nàng đã không còn sợ nữa nàng yên lặng ngước mắt nhìn lên đập vào mắt là phần cằm với những đường cong rõ nét của chàng với đôi môi mỏng phấn hồng đang mím chặt chàng dùng tay vẽ ra một dấu ấn phức tạp khó hiểu rồi đánh ra kết giới đã sắp bị thiên lôi đánh vỡ lại dày thêm một tầng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt thiên lôi này có gì không đúng sao cứ đánh xuống liên tục thế thiên lôi lên trúc cơ kỳ đã đủ rồi kia mà có người trong đám tu sĩ đứng đằng xa đặt ra nghi vấn trừ khi đây vốn không phải thiên lôi độ kiếp lên trúc cơ kỳ. Thấy đợt thiên lôi này giáng xuống, trong lòng ninh rào thực sự khiếp sợ. Nàng ta cao mày, giải thích với những tu sĩ vừa thắc mắc, ta từng đọc được trong ghi chép của sách cổ có liên quan, có một loại linh thực tên là cửu U Liên, hoa vạn năm mới nở ra một đóa Người phàm uống vào có thể tạo ra xương, lưu thông máu thịt, người tu luyện dùng có thể khiến tu vi tăng mạnh đột biến. Nếu may mắn, dù có trực tiếp lên trời cũng không thành vấn đề câu nói của nàng ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các tu sĩ ninh rào rào bộ do dự phòng đoán ta thấy có vẻ tình trạng của nguyễn tiên từ rất giống sau khi uống cửu u liên dù sao trên đời cũng chẳng có mấy linh vật với công dụng giúp người ta tăng liền một lúc mấy cảnh giới như vậy lời này quả thật đúng như vậy có tu sĩ phù họa theo nói không chừng là linh vân môn của mấy người đã tìm được món bảo bối cửu U Liên ở trong bí cảnh rồi nhưng lại không chịu nói với chúng ta, muốn tự mình chiếm trọn chứ gì. Vậy sao được, đợi cho cơn sấm sét này qua rồi đi hỏi tình hình một chút mới được. Giọng ninh rào không nhỏ lắm nên các vị tu sĩ ở đó đều nghe thấy, món bảo bối khó tìm đến vậy đang ở phía trước, vậy nên tâm tư của mọi người liền phấn chấn lại, chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, vậy nên cứ cho qua đi nếu thật sự có món bảo vật này, ai mà không muốn chia một chén canh chứ? vì vậy các tu sĩ đứng ở phía xa đều có suy nghĩ riêng trong lòng, gấp gáp muốn trận xâm xét này dừng ngay lập tức. ninh rào người đã khơi mào lòng ham muốn của mọi người cũng hết sức chăm chú chuẩn bị sẵn sàng. lời nói vừa rồi của nàng ta cũng không phải là nói lung tung không có bằng chứng, thật sự là có loại thực vật kỳ lạ như cửu u liên. Đã qua vạn năm kể từ lúc loại thực vật linh thiêng này xuất hiện. Quỷ Nhất Tông một mực truy xét loại thực vật rơi xuống này, dù có tiêu hết bao nhiêu tinh lực thì cũng chỉ tìm được những manh mối lẻ tẻ, chỉ biết rằng nó đang ở trong khu vực Bắc Hải. Nhưng Bắc Hải lớn như vậy, phải tìm được một đóa hoa quả thực nói dễ hơn làm. Cho nên một tông đệ tử lần này tiến đến, không chỉ là tiến bí cảnh đoạt bảo, quan trọng hơn chính là tìm thấy Cửu U Liên. Đây cũng là nguyên nhân cho dù Ninh Giảo có vết thương thì cũng phải tới Bắc Hải. Cùng là đồng môn nhưng không có quan hệ, nàng ta chỉ muốn trước một bước tìm được Cửu U Liên để bản thân mình sử dụng. Hiện tại nàng ta đã 27 tuổi, cắm ở trong kim đan cảnh đã được nhiều năm. Nếu như có thể tìm thấy Cửu U Liên, nàng ta còn cần phải buồn vì không thể phi thăng sao? Nhìn thấy tốc độ thăng cấp của Nguyễn Nguyễn, trong sự kinh ngạc nàng ta lập tức nghĩ tới đóa hoa kỳ lạ kia, cơn ghen tị nhất thời khó có thể giữ được, lúc này mới truyền tin tức của cửu U Liên ra. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng là khi ở Nghiệp Thành, nàng ta từng muốn giết Nguyễn Nguyễn. Cho nên dù cuối cùng có thành công hay không, nhưng sự xung đột này đã xảy ra rồi. Cho nên, người trong tay bọn họ có cửu U Liên, thì người của Linh Vân Môn cũng sẽ không cho nàng ta. Đệ tử của Quy Nhất tông có chống lại đệ tử Linh Vân môn thì cũng không chiếm được thứ tốt gì, còn không bằng quấy nước cho đục lên, nàng ta còn có thể có cơ hội thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu của Ninh Giảo nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt rất nhiều ý tưởng và ý niệm hiện ra trong đầu. Tiếng sấm nổ dữ dội, sau một hồi dùng linh lực chống đỡ kết giới không bị phá vỡ thì rốt cuộc cũng ngừng lại. Mây đen thật dày dần tản đi ánh mặt trời bị che khuất lại lộ ra. Mặt trời hiện ra, cầu vồng có đường ánh sáng năm màu kéo dài một đường trên không trung, đẹp vô cùng. Thế mà lại có thể một hơi từ luyện khí kỳ lên đến nguyên anh cảnh. Không biết ai là người lên tiếng, mọi người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể thấy được vẻ mặt khác thương. Mấy trăm người chậm rãi xuống lại, rất giống tư thế ép hỏi. Vào giờ phút này, linh lực của người nam nhân dám khiêng gần trăm đạo thiên lôi này có chút cạn kiệt. Huyết sắc trên khuôn mặt như ngọc đều biết mất hết, ngay cả môi cũng đều hiện lên màu trắng mất tự nhiên, cánh tay buông xuôi ở bên có chút run dày. Chàng thọc tay vào áo bào rộng của mình đưa tay, phun ra một ngụm khí bẩn, cười với cô gái trong ngực, nói không sao. Như thế này thì vừa nhìn cũng biết là rất suy yếu rồi. Hốc mắt của Nguyễn Nguyễn nhất thời ửng đỏ, ồm ồm nói, cảm ơn huynh đại sư huynh ngoại trừ cha mẹ chưa từng có người nào khác vì nàng mà làm tới mức như vậy mặc dù có vài lúc tính tình của đại sư huynh rất thối còn thích bắt nạt người khác nhưng vào thời khắc mấu chốt sẽ luôn luôn lấy tính mạng che chở cho nàng người nam nhân này thật sự đối với nàng rất tốt đại sư huynh huynh nên ngồi thiền điều tức một lát hít vào một hơi nguyễn nguyễn diều người ngồi xuống ánh mắt đảo qua một đám người đang vây lại, nhỏ giọng nói, những người này cứ giao cho ta, huynh yên tâm. Tình trạng của tầm ân thật sự không tốt, gật đầu, hai chân co lại, nhắm mắt bắt đầu ngồi thiền. Đám tu sĩ kia còn chưa đến mà lời nói đã ập đến trước, chúc mừng Nguyễn Tiên Tử thành công tiến giai. Không biết Nguyễn Tiên Tử đã dùng loại phương pháp tu luyện nào để có thể từ luyện khí kỳ nhảy tới Nguyên Anh Kỳ. Ta chăm nghe không bằng một thấy xin tiên tử chỉ giáo. Nói vòng vo như vậy để làm gì? Nguyễn tiên tử, người nhận đi, có phải vì người đã ăn cửu u liên rồi đúng không? Linh vật kia vô cùng quý hiếm, chắc gì một người có thể dùng hết chứ? Từ trước đến nay các đại tông môn đều có mối quan hệ tốt đẹp, không bằng chia sẻ một chút để cho mọi người được thơm lây. Nguyễn Nguyễn bình tĩnh nhìn mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không hề thể hiện cảm xúc lớn gì cho dù nghe được nửa lời uy hiếp vô sỉ này cũng không có mở miệng. Trái lại là người có tính tình nóng này như Mạc Lưu Quang lại không nhịn được, cầm trường kiếm dài ba thước trong tay, kiên định che chở phía trước mặt Nguyễn Nguyễn, ngăn cản mấy ánh mắt ghen tị hoặc là tham lam này, lớn tiếng chất vấn, các người muốn làm gì? Đừng nói chúng ta không có linh vật, cho dù có thì làm sao? Chẳng lẽ các người còn muốn cưỡng đoạt? Giản Chi Bạch đứng cùng chỗ với Mạc Lưu Quang, bảo hộ Nguyễn Nguyễn ở phía sau. Nhớ mi nói, hiên linh địa bảo từ trước đến nay đều là người có duyên sẽ có được. Cho dù là tông môn của ta cũng không có tư cách yêu cầu đệ tử giao ra, nào có chuyện bị người khác ép buộc phải chia sẻ. Yêu cầu của đạo hữu là ép người quá đáng. Ép người quá đáng đó thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, các người có thể đánh thắng được sao? Lục xuyên của Quy Nhất Tông không nhận được ánh mắt bảo hắn ta không cần làm chim đầu đàn của ninh giàu mà cứ như cũ làm theo ý mình, trở thành người phát môn cho các tông môn, thể hiện bộ mặt xấu xí không sót chút nào. Đúng là không biết xấu hổ, một tông môn lớn như Quy Nhất Tông lại dạy ra tên đệ tử ỷ Mạnh Hiếp Yếu. ỷ nhiều người bắt nạt đệ tử của Linh Vân Môn, hôm nay ta đúng là được mở rộng tầm mắt. Người nói chuyện là một nữ tử mặc quần lụa mỏng màu đỏ tươi, da thịt trắng nõn nà thoát ẩn thoát hiện sau làn váy lụa. Ngực to eo nhỏ, vóc người nóng bỏng, gương mặt đó ngày thường cũng xinh đẹp không thể tả nổi, giờ tay nhấc chân đều hiện ra vẻ phong tình. Trên cổ chân lộ ra bên ngoài treo một vòng chuông màu vàng, đi hai bước còn phát ra tiếng vang thanh thúy. Từng bước từng bước đi đến phía Nguyễn Nguyễn, liên giao lộ ra ý cười châm chọc, nói chuyện không chốt lưu tình, mạnh mẽ giật ra tấm màn suy luận giả tạo ra, khiến cho lục xuyên mặt đỏ tai hồng. Cũng không phải tất cả tông môn đệ tử tại đây đều đồng ý với tiếng nói của Lục Xuyên. Trong đó có hợp hoan tông đứng đầu đều xem thường cái loại cướp giật ngụy trang là chia sẻ, nhưng thật ra lại là hành vi cướp đoạt. Thứ bảo bối như cửu U Liên này ai mà không muốn. Nhưng mọi chuyện cũng phải có quy tắc, thân là đệ tử của danh môn chính phái, ngày thường miệng đầy nhân nghĩa nói đức, mà bây giờ lại đỏ đôi mắt, muốn liên hợp lại để làm chuyện sai trái ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa hơn lũ quỷ khát máu kia lúc này liên giao đã hiểu rõ muốn nói thêm vài lời nhưng lại bị người đang yên lặng nhìn đám người kia đánh phủ đầu cửu u liên ở đây nguyễn Nguyễn nâng một cái hộp lên liền thấy có nhiều tu sĩ đang dục dịch dục đến trước nghiêng đầu một chút nghi hoặc các người nói nếu như tông môn trưởng môn và các trưởng lão biết đệ tử trong môn phái của mình lại có hành vi vụng về không chịu nổi như vậy thì sẽ bị tu tiên giới cười cho xấu hổ đến mức không móc đầu lên được, đúng không? Lời này vừa ra, có một bộ phận tông môn đệ tử do dự, nhưng một phần khác vẫn như trước không hề có lòng ăn năn, cắn răng cười, nếu các người không còn mạng ra ngoài, thì ai sẽ có thể nói được hôm nay ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Ồ, hóa ra các người không chỉ muốn cướp bóc, còn muốn giết người à? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nguyễn hiện lên sự kinh ngạc ngay lập tức nàng ta ném thứ đã được thu thập trong tay áo của mình lên không trung, một thứ giống như cuộn giấy trong nháy mắt liền mở ra giữa không trung hình ảnh của các đại tông môn trưởng môn và các trưởng lão. Vật ấy là thứ mà trước khi ngồi xuống thẩm ân đã nhét vào trong tay cô, chỉ có một đại đệ tử của tông môn trường phái mới có thể giữ. Không biết nó còn có tác dụng nào khác không, nhưng có thể liên lạc đến trưởng lão của các tông và các trưởng lão vì là sợ yêu ma hoành hành uy hiếp được sự tồn vong của tu tiên giới được tạo ra gần hơn trăm năm vậy mà thứ này lại chưa từng có người nào sử dụng qua không nghĩ hôm nay lần đầu tiên có đệ tử bắt đầu dùng lâm vào tình cảnh nguy hiểm là vì bị đệ tử của những tông môn khác bước bách trong lúc nhất thời khi các trưởng môn các đại tông và các trưởng lão đều đã hiểu được hết đầu đuôi câu chuyện đều ngượng đến lúm cúm nhất là đệ tử nhà trong môn phái của mình lại tham dự vào chuyện cướp đoạt vô liêm sỉ này. Mấy khuôn mặt già nua của các trưởng môn ở này đều mất hết với các tông môn khác, tức giận nói, sư môn bất hạnh. Nghiệp chướng các người còn chưa chịu cút về. Tiếng nói vô cùng tức giận truyền ra từ trong tranh cuộn, khiến cho những tên đệ tử kia sợ tới mức lui về. Các tông môn khác đều đang nhìn theo, mặc dù vừa ghen tị vừa không cam lòng, nhưng cũng không dám có động tác gì khác tất cả mọi người đều cho là chuyện này đã đi đến hồi kết rồi, không ngờ nguyễn nguyễn lại mỉm cười lên tiếng. các vị trưởng môn và các trưởng lão cũng đều nhìn thấy ta và các sư huynh bị bức bách đến mức nào. nếu như sự việc ngày hôm nay cứ như vậy, thì sau này linh vân môn sao có thể sống yên trên tu tiên giới cơ chứ? phải chăng bất cứ loại người nào cũng dám tiến lên đạp một cước sao? cho nên cuối cũng vẫn là nên dạy dỗ một chút. không biết các vị tiền bối suy nghĩ như thế nào gần nửa tông môn không có bất cứ ý kiến gì. Trưởng môn của mấy đệ trong môn phạm sai lầm do dự một chút rồi vẫn đồng ý. Nếu như người nói là lời này là thầm ân, thì chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý, tìm các loại lấy cớ lăn lộn quá khứ rồi hắn nói sau. Nhưng nếu là do Nguyễn Nguyễn nói, thì bọn họ thoáng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Nghe nói tiểu đồ đệ của vô vọng chân nhân này rất là nhát gan, dù sao cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Nhưng mà, suy cho cùng thì bọn họ đã yên tâm quá sớm rồi. Mấy tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trong không khí, làm cho trái tim yếu đuối của mấy người ở chỗ này phải run lên. Thu hồi trục nguyệt kiếm lại, cô nương có chút ngây thơ chắp tay hướng về phía các tông môn bái, vừa quy củ lại ngoan ngoãn, vãn bối thất lễ. Ba bốn tên đệ tử cầm đầu vô cùng ồn ào đã bị một nhát kiếm phê đi linh căn, cũng không để ý đồng môn của mình cũng đang có mặt tại đây mà đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Lục Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía tranh cuộn mà dập đầu mấy cái vang to, hét lên, "Sư tôn muốn thay đệ tử báo thù sao?" Đệ tử không cam lòng. Vị phong chủ của quy nhất tông kia tận mắt nhìn thấy đệ tử thân truyền của mình bị người khác phế đi linh căn, thì sao lại không đau không hận cơ chứ? Nhưng mà đúng là Lục Xuyên có lỗi trước hắn ta là muốn báo thù chứ không phải là nguyện cớ quay lại. hơn nữa, trưởng môn vật thông lại trầm mặt, dùng ánh mắt ngăn cản hắn ta làm sang làm bậy. mặc dù như vậy, sự xung đột của linh vân môn và quy nhất tông đã được hình thành rồi, thì cho dù nguyễn nguyễn không ra tay thì sự việc này cũng sẽ xảy ra, linh vân môn cũng sẽ không còn quan hệ thân thiết với quy nhất tông. nếu sau này gặp mặt sẽ không còn giao tình gì hết trò cười khôi hài cứ như vậy mà vội vàng kết thúc, các đệ tử tông môn mất hết mặt mũi ảo não bỏ chạy. Đứng ở linh vân môn đoàn tụ chờ môn phái ở cáo quá đường sau, cũng lên đường trở về tông môn của mình để chờ mệnh. Ba người Nguyễn Nguyễn, Mạc Liêu Quang và Giản Chi Bạch liền ngồi thiền trông non thầm ân một tấc cũng không rời. Khi sắc trời dần tối, mi mắt của người nam nhân đang ngồi ngay ngắn đột nhiên run rẩy cuối cùng ý thức cũng đã thu hồi lại. Sắc mặt tái nhợt đã thấy khá hơn một chút, môi cũng đã hồng lại. Đại sư huynh, cảm giác thế nào?" Nguyễn Nguyễn có chút kinh hỉ, tiến đến người nam nhân trước mặt Ân cần hỏi han, hốc mắt còn có chút đỏ lên, liền đưa cái hộp nhỏ đựng cửu u liên trên tay cho chàng, "Huynh ăn một chút đi, có thể sẽ khôi phục nhanh hơn." Thẩm Ân lắc đầu, "Ta không cần thứ này." Sau khi được sống lại, tu vi của chàng đã sớm không ngừng nguyên anh kỳ chỉ thiếu chút nữa là được độ kiếp phi thăng. Nhưng mà không hề khoác lác rằng trên người chàng có pháp bảo có thể che giấu tu vi thật. Chàng có thể dùng hoặc không dùng cửu u liên, còn không bằng để lại cho những người cần dùng khác, ví dụ như sư tôn, các sư đệ. Vậy thì thôi, Nguyễn Nguyễn bỏ cái hộp nhỏ vào lại túi đựng đồ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đại sư huynh, hiện tại ta rất là lợi hại đấy đợi khi nào chúng ta quay về Linh Vân Môn, ta sẽ ngự kiếm trở huynh nha. Muội khẳng định sẽ không khiến ta ngã xuống chứ. Cơ thể của Thẩm Ân có chức cứng đờ, không hề tin tưởng kỹ thuật của tiểu sư muội nhà mình. Đương nhiên là không rồi, nàng bất mãn phồng miệng, có chút tức giận mà liếc chẳng mắt một cái, thử rồi sẽ biết thôi. Thanh trường kiếm do linh lực điều khiển bay từ từ lên giữa không trung, vẫn tiếp tục đi bay lên, không hề ngừng lại. Nguyễn Nguyễn liếm môi, vất vả lắm mới ổn định cơ thể lại. Hưng phấn nói với thẩm ân đang cùng mình dẫm lên phi kiếm, đại sư huynh, giữ chặt ta, ta bắt đầu tăng tốc đây. Nói là tăng tốc nhưng thật ra đã ra tốc rồi, chính là phi kiếm vẫn cứ hướng lên trên cao, không hề đi về phía trước một chút nào. Càng lên cao càng rét lạnh, gió quét cũng càng lúc càng lớn. Một trận gió lạnh thổi qua, ngay cả kiếm mang theo bên người cũng bị cuốn đi, rơi từ trên trời cao xuống sao ta cảm thấy có cái gì đó không thích hợp lắm giản bạch chỉ ở chỗ nghỉ chân quan sát rồi ngập ngừng lên tiếng mạc liêu quang gác chéo chân nằm trên mặt đất lắc lư cái chân trong miệng ngậm cây cỏ đuôi chó thuận miệng nói có đại sư huynh ở đây thì có thể có chuyện gì không thích hợp chứ lời còn chưa nói hết thì có từ trên không trung có một thanh kiếm rơi thẳng xuống cắm sâu vào đất cách đầu của mạc liêu quang không đến một tấc phát ra tiếng cong chương 26. Chi, chi bạch, chấm ngoặc kép, giọng của mạc liêu quang run lên, rồi sau đó nhảy cẫng lên khỏi mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn và bất lực, suýt chút nữa ta đã bị kiếm của tiểu sư muội quẹt qua cổ rồi. Giản chi bạch ngửa đầu nhìn lên trời, sau đó lại nhìn thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, nghẹn ngào nói, ta đã nói có cái gì đó không đúng mà. Để nói đúng hơn thì không phải suýt chút nữa để đã bị kiếm quẹt qua cổ sao, chính là xém bị kiếm đâm xuyên não rồi đấy. Tiểu sư muội cũng không phải cố ý, ta muốn tha thứ cho muội ấy. Mạc Liêu Quang ho khan mấy tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối, dầu dĩ nói, liệu tiểu sư muội và đại sư huynh có rơi từ trên trời xuống không? Đệ nghĩ hiểu rồi, giản chi bạch nhìn Mạc Liêu Quang đi qua trái rồi qua phải giống như một kẻ ngốc, ngẩng đầu nhìn lên trời, còn đưa tay ra chuẩn bị đón người bất cứ lúc nào hắn ta thầm thở dài không biết phải nói gì chưa kể đại sư huynh tuyệt đối sẽ không để cho tiểu sư muội ngã xuống cho dù hai người có thật sự ngã xuống đi chẳng nữa thì đứng trên mặt đất rồi vươn hai cánh tay ra để đón người tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt thật sự cho rằng cánh tay của mình làm bằng đá dù giày vò thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì sao mạc liêu quang từ mặt đất nhìn lên một hồi lo lắng nói tại sao vẫn chưa xuống tay ta cũng sắp tê rồi. Khi đang nói chuyện, hai bóng người thanh thoát nhanh nhẹn hạ xuống. Thiếu niên với chiếc tay áo tung bay đang ôm một thiếu nữ nhỏ nhắn trong tay, hai người chậm rãi rơi từ trên trời xuống, dáng người tao nhã lại còn điềm tĩnh. Hai gò má của thiếu nữ đỏ bừng, xinh đẹp giống như được thoa son. Cánh tay trắng ngọc vòng lên cổ của thiếu niên, trong đôi mắt hạnh sáng ngời lộ ra vẻ ngượng ngùng. Mạc Liêu Quang lúng túng thu tay mình lại, vòng qua hai người đang duy trì tư thế rơi xuống đất, gãi đầu treo đầy dấu hỏi của mình. Hắn bay tới bên cạnh giản chi bạch đang đứng cách đó không xa, thoạt cùi trỏ qua, vẻ mặt nghi ngờ và mờ mịt, sao ta cảm thấy giữa đại sư Huynh và tiểu sư muội có cái gì đó là lạ. Chi bạch, Huynh thấy thế nào? Mặt của giản chi bạch lập tức đỏ bừng khi bị cùi trỏ của hắn trọt trúng phổi, trông vô cùng đau đớn. Hắn ta hít một hơi thật sâu, cắn răng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi, nói với giọng bực bội, dùng mắt mà nhìn đi. Lời này của huynh thật là kỳ lạ, Mạc Liêu Quang liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ quái, tùy tiện hỏi, ai không dùng mắt nhìn, chẳng lẽ còn có người dùng lòng bàn chân để nhìn sao? Y ra, không phải ta thật sự hỏi huynh thấy thế nào, ta là muốn hỏi huynh thấy chuyện này như thế nào? Cho nên, rốt cuộc là huynh cảm thấy thế nào? Chấm ngoặc kép giản chi bạch cảm thấy phổi mình bị đâm trúng càng ngày càng đau đớn nhưng bầu không khí khó giải thích của một số người nhanh chóng bị cắt ngang bởi một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ trong bóng tối cùng với tiếng cành cây khô bị dẫm vang lên tiếng rắc rắc một người bước ra từ phía sau cái cây một nửa người của người kia bị ẩn ở trong bóng tối cho nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt lúc này người kia đang dựa vào thân cây nhìn về phía bọn họ Nguyễn Nguyễn hốt hoảng thu cánh tay đang vòng trên cổ của Thẩm Ân lại, bởi vì có thị lực khá tốt, nên Nguyễn Nguyễn lập tức nhận ra người kia chính là Ninh Giao. Nàng lạnh lùng kéo tay áo dài của thiếu niên, do dự nói, ta nhìn thấy Ninh tiên tử của Quy Nhất Tông rồi, có phải nàng ta đến tìm huynh không? Mạc Liêu Quang và Giản Chi Bạch không có giao tình gì với Ninh Giao, nhưng nếu nghiêm túc nói, thì nàng xem như là có thủ oán với Ninh Giao suy cho cùng chuyện ở nghiệp thành vào đêm hôm đó nàng vẫn luôn ghi nhớ nói tới người không liên quan làm gì chúng ta nên đi trước đi nếu chậm trễ sẽ không đến kịp lúc nhà ăn của môn phái dọn cơm trong khoảnh khắc có người đến gần thẩm ân lập tức phát hiện nhưng chàng không hề nhìn qua dùng kiếm trích tinh của mình định kéo thiếu nữ đang dựa vào mình rời đi đại sư huynh cũng nói như vậy dĩ nhiên mạc lưu quang và giản chi bạch không ý kiến Mặc dù cũng nhìn thấy Ninh Giảo đang đứng bên cạnh cái cây, nhưng bọn họ ai ai cũng không có ý tiến lên chào hỏi. Đại sư Huynh bảo vệ tiểu sư muội độ kiếp nên có lẽ không nghe được, nhưng những lời đó hai người bọn họ nghe rất rõ ràng. Chính là Ninh Tiên Tử của Quy Nhất Tông nói ra chuyện của cửu U liên ngay trước mặt rất nhiều đệ tử của các môn phái. Nếu không phải như vậy, sao bọn họ có thể trở thành mục tiêu công kích? Suy nghĩ của Mạc Lưu Quang rất đơn giản, chỉ cho là Ninh Giảo nói không đúng lúc, dù là vô ý, nhưng trong tâm lý bao che khuyết điểm của hắn vẫn cảm thấy tồn tại khúc mắc đối với người này. Người thận trọng như giản chi bạch lại rất thông suốt, lời nói kia đâu phải là vô ý, rõ ràng là âm mưu cố ý, cố gắng khơi màu suy nghĩ tham lam của những tu sĩ kia. Ngoài mặt tỏ ra rất vô tội, nhưng thực tế tâm tư của nàng ta không trong sạch như vậy. Toàn bộ người của Quy Nhất Tông đều đã rút lui, nhưng ninh dảo lại trở về giản chi bạch thu hồi ánh mắt đoán ý đồ của nàng ta nhưng kết hợp với những biểu hiện của ban ngày cũng không khó đoán có lẽ là tới vì cửu u liên quả nhiên hắn ta nhìn thấy ninh dảo di chuyển lượn lờ đi tới bên cạnh đại sư huynh lễ phép chu toàn lông mày hơi cau lại có ý ám chỉ liếc nhìn tiểu sư muội và hai người bọn họ ẩn ý nói ta và chân diễn đạo quân có chuyện phải thương lượng không biết ba vị có thể tránh đi một lát hay không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, ta và tiểu sư muội tuy hai mà một, hai vị sư đệ cũng. Chấm, chấm ngoặc kép, thẩm ân lập tức do dự, đón nhận hai ánh mắt vô cùng mong đợi, giọng điệu nhẹ nhàng, quan hệ cũng không tệ. Cho nên không có gì phải kiêng dè. Mạc Liêu Quang đang rất háo hức mong đợi, tuy sau đó cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng hắn đã nhanh chóng vui vẻ trở lại tiểu sư muội là một tiểu cô nương ngọt ngào mềm mại, nhất định phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Hơn nữa, cũng không phải chính miệng của đại sư huynh đã thừa nhận quan hệ huynh đệ của bọn họ khá tốt sao? Nghĩ lại, dường như cũng không có gì không thỏa mãn. So với mạc Lưu quang đang cười ngốc ở bên cạnh, thì ninh rào lại hơi cuống cuồng. Có thể thấy vẻ mặt của thẩm ân không giống nói đùa, nàng ta không còn cách nào, cũng chỉ có thể kiên trì nhắm mắt đáp lại thật ra lần này ta tới đây là có một yêu cầu quá đáng. Nếu đã biết là yêu cầu quá đáng, thì cần gì phải mở miệng? Thiếu niên nhớ mày, biểu cảm lạnh nhạt, không thể nhìn ra trong lòng chàng đang nghĩ gì. Ninh rào bị nghẹn họng, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt cũng sắp không duy trì được. Nàng ta mím môi, giả vờ như không hiểu ý từ chối trong lời nói. Tiếp tục nói, thật sự là chuyện này đối với ta, đối với quỳ nhất tông vô cùng quan trọng cho nên không thể không tới quấy dây xin đạo quân hãy tặng cửu u liên ngay khi những lời này được nói ra thì mọi thứ lập tức yên lặng ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh thấy tình hình hơi không đúng ninh rào vội vàng bổ sung nói đương nhiên không phải không đền bù có điều kiện gì thì ngươi cứ việc nói ra chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không từ chối phải từ bỏ cửu u liên nàng ta thật sự không cam lòng nhưng nàng ta không thể đánh lại, nên đành phải mặt dày đi cầu xin. Chỉ mong thẩm ân có thể nhìn lại lần mà nàng ta đã giúp chàng ở dưới trần tục vào nhiều năm trước, vậy nên sẽ tặng lại cửu U Liên. Nàng ta cũng không có lòng tham, có thể nhận được một cánh hoa là được rồi. Một tiếng cười khẽ, thẩm ân nhách môi, nhàm chán quấn sợi tóc đen đang rối tung của thiếu nữ bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng, ngươi cầu xin lầm người rồi, cửu U Liên là đồ của tiểu sư muội cơ. Lúc ánh mắt của Ninh Giảo nhìn vào gương mặt của Nguyễn Nguyễn, chàng lại thong thả nói thêm một câu, cho dù với đầu óc không được thông minh này của tiểu sư muội sẽ đồng ý tặng cho ngươi, thì ta cũng sẽ không để cho muội ấy mắc phải sai lầm ngu xuẩn này. Bị thiếu nữ hung ác nhìn chằm chằm, nụ cười nơi khóe miệng của Thẩm Ân càng chân thật hơn, chàng vuốt ve mái tóc đen của thiếu nữ giống như vuốt lông xoa dịu mèo nhỏ đang tức giận ninh dảo không tin được mà trợn to hai mắt nhìn người thiếu niên đang thờ ơ trước mặt nàng ta không nghĩ tới quân tử nói chuyện nhẹ nhàng mà người người ca tụng ở giới tu tiên lại không quan tâm đến tình cảm như thế trong lúc nhất thời mặt của nàng ta lập tức đỏ lên vô cùng đau đớn lại hận mình không thể nhìn thấu người này ôm tim mình với vẻ mặt ai oán thẩm ân lúc đó ta không nên cứu ngươi lời nói này dường như là nàng ta có ân tình rất lớn với thẩm ân Mạc Liêu Quang và Giản Chi Bạch đều kinh ngạc đến ngây người, không ngờ đại sư huynh lại có qua lại với ninh rào như vậy. Chỉ có vẻ mặt của Nguyễn Nguyễn vẫn như thường, biết chuyện mà nàng ta nói tới là chuyện thẩm ân không vái lại khi vào linh vân môn của lúc trước. Không biết cơn gió ngừng thổi từ khi nào, thiếu niên với đôi mắt không thể nhìn thấu hơi dừng lại, mỉm cười nhìn ngẫm. Nếu như Ninh Tiên Tử đang nói đến chuyện năm ta bảy tuổi, bị mấy tên ăn mày vây đánh ở dưới trần tục, mà ngươi tình cờ đi ngang qua nên đã đuổi bọn họ đi. Ta chỉ có thể nói người ngươi cứu không phải là ta, mà là mấy tên ăn mày kia. Khi đó trong sân đấu xảy ra một trận bạo loạn, có người của quan phủ tham gia, muốn nhổ tận gốc sòng bạc to lớn của ngoại tộc. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, chàng trốn thoát ra ngoài, lưu lạc ở trên đường thành lăng an mấy ngày. Trên người không có bạc, cũng không có vật gì đáng tiền, Thẩm ân gần 7 tuổi đói bụng, co người ở đầu đường. Người đi đường đi ngang qua thấy chàng ăn mặc rách dưới, bẩn thỉu xem chàng như tên ăn mày, thương hại ném mấy tiền đồng bên chân chàng. Những hành động này đã bị những tên ăn mày ở đầu đường nhìn thấy. Sau khi người có lòng tốt rời đi, bọn chúng không chỉ cướp đi mấy đồng tiền kia, mà còn hung ác nắm lấy cổ áo của chàng rồi cảnh cáo, bảo chàng đừng phá hoại quy củ, cút xa chừng nào thì tốt chừng nấy lúc ấy chàng không đáp lại nhưng khi rơi vào trong mắt mấy tên ăn mày kia thì chính là một sự khiêu khích vì vậy bọn họ vây quanh chàng rồi tay đấm chân đá tính nhẫn nại của chàng đã đạt đến mức độ cao nhất khi chàng không khống chế được muốn phản công cắn chết người thì có một tiểu cô nương xuất hiện mặc quần áo sạch sẽ xinh đẹp trên đầu đeo châm cài tóc có giá trị không rẻ trên tay cầm một thanh kiếm dài đuổi mấy tên ăn mày kia đi cô nương đứng cách mấy bước lạnh nhạt liếc nhìn chàng trên gương mặt có sự ghét bỏ rồi sau đó thản nhiên rời đi thật xa nhớ lại chuyện cũ nếu thật sự muốn nói đến ơn cứu mạng thì đúng là chuyện vô căn cứ bởi vì nếu ninh giảo không xuất hiện ngang ngược nhúng tay vào thì mấy tên ăn mày kia nhất định sẽ chết a à, cho nên nói đơn giản chính là chuyện mười mấy năm trước ninh tiên tử thấy chuyện bất bình ở trên đường nên đã rút đao tương trợ sao mà mười mấy năm sau lại lấy chuyện này để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bảo đại sư huynh đưa cửu u liên cho ngươi. Nếu đại sư huynh không làm theo, thì là vong ơn phụ nghĩa. Mạc Liêu Quang bẻ đầu món tay nói lại chuyện này một lần. Ngay sau đó học theo dáng vẻ của ninh Giảo trợn to hai mắt, giống như là gặp phải chuyện gì hiếm lạ khàn giọng nói, y, việc mua bán này thật sự rất thỏa đáng. Làm cho ta cũng muốn bố thí cho người khác một chút ân huệ, đợi sau này người kia lên như diều gặp gió. Vậy thì lúc đó nhất định hắn ta sẽ cầm bảo bối đáng tiền nhất để báo đáp ân huệ. Nếu không, khi ta gặp lại người đó thì sẽ nói hắn ta là một tên vô ơn. Giản chi bạch sợ hãi vì năng lực học một biết mười của mạc liêu quang, âm thầm dựng ngón tay cái với hắn. Làm tốt lắm, quả nhiên đối phó với loại người trong ngoài khác nhau này, còn phải cần mạc liêu quang ra tay mới được. Lực sát thương này quả là không nói nên lời, hắn ta nhìn thấy sắc mặt thảm thương của Ninh Tiên Tử đã đen đến mức sắp có thể nhỏ mực rồi. Cũng như vậy, Nguyễn Nguyễn cũng bị lời nói thẳng thắn này của Mạc Liêu Quang làm cho bối rối. Nàng kinh ngạc khi Tam Sư Huynh hiền như khúc gỗ còn có thể nói ra được những lời này. Giây tiếp theo nàng cảm thấy Mạc Liêu Quang là người tài nhưng vẻ ngoài đần độn, có năng lực giả heo ăn thịt hồ. Ninh Giảo không còn gì để nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước khi tới đây, trong lòng nàng ta vẫn còn một tia hy vọng, nhưng bây giờ nàng ta không còn gì ngoài sự sỉ nhục và mất mặt. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng bực tức đang rời đi của nàng ta, Thẩm Ân cụp mắt xuống. Ở đời trước, Ninh Giảo cũng từng tìm chàng phải để xin cửu u liên. Khi đó chàng rất biết ơn sự giúp đỡ khi còn nhỏ, bởi vì đối với chàng ngay cả một ân huệ nhỏ cũng phải nên đền đáp. Vậy nên chàng không hề do dự tặng cho nàng ta hai cánh hoa cửu u liên. Nhưng cuối cùng Ninh Giảo đã phản bội lại lòng tin của chàng. Thu lại sắc mặt, thầm ân ôm eo của Nguyễn Nguyễn, phi kiếm bay ra khỏi vò chờ bọn họ lên giữa không trung, đi thẳng về trước. Mạc Liêu Quang và Giản Chi Bạch theo sát phía sau, ba thanh kiếm dài tạo thành ba vệt sáng màu bạc ở trong không khí. Không tới hai giờ, bọn họ đã đến núi Linh Vân. Không tới hai ngày, các đệ tử ở cảnh Bắc Hải có tham vọng không chính đáng ý đồ cướp đoạt trưởng môn môn phái của đám người Nguyễn Nguyễn đã dối rít tới cửa nhận lỗi. Pháp bảo giá cao, mấy trăm cây linh thực của linh thạch được đưa tới linh vân môn giống như nước chảy, điều này đã thu hút sự chú ý của các đệ tử. Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Bốn người đại sư huynh tìm được bảo vật bí mật ở trong bí cảnh Bắc Hải, nhưng một số đệ tử môn phái đồng hành với bọn họ thật sự đã sinh ra ý nghĩ xấu xa không chỉ muốn giành lấy linh bảo, mà còn muốn giết người diệt khẩu. Hành động xấu xa như vậy, bị những người tu luyện khinh thường nhất. Cũng không phải trên dưới linh vân môn đều nghĩ như vậy, sau khi chuyện này được truyền ra ngoài, rất nhiều môn phái và một số người tu luyện rời rạc đều không thể nhịn nổi, mỗi lần nhắc tới đều muốn phun một ngụm nước bọt. Mấy đệ tử môn phái kia thật sự là bị sỉ nhục đến mức đóng đinh vào cột, đi đến đâu cũng sẽ nhận được ánh mắt khinh bì. Không chỉ có những đệ tử bị liên lụy, còn có môn phái tu tiên lớn là Quy Nhất Tông. Trong giới tu tiên có tổng cộng 5 môn phái tu tiên lớn, ngoại trừ Quy Nhất Tông và Linh Vân Môn, 3 môn phái còn lại là Thiên Huyền Tông, Hợp Hoan Tông và Ngự Thú Môn. Những môn phái khác có quy mô không lớn, hoặc là phụ thuộc vào danh tiếng của 5 môn phái lớn, hoặc là lựa chọn tự mình phát triển. Còn có một số người tu luyện rời rạc không có môn phái bọn họ thích tự do tự tại, không thể chịu nổi sự ràng buộc bởi các quy tắc, luật lệ. Trải qua chuyện Bắc Hải, người dẫn đầu còn là đệ tử thân truyền của phong chủ. Đối với Quy Nhất tông mà nói, tuy không đến mức làm lung lay nền tảng hàng trăm nghìn năm của mình, nhưng thanh danh vang rồi vẫn không thể xóa đi được vết nhơ này, dẫn đến bị chỉ trích sau lưng. Một trận sóng gió đã lắng xuống, nhưng chỉ là ở trên bề mặt, còn bên dưới thì sóng ngầm vẫn chấn động những chuyện này đều không liên quan đến Nguyễn Nguyễn, sau khi giao cửu U Liên còn dư lại cho sư tôn xử lý, xem như đã có thể ném khoai lang nóng hổi trên tay nàng ra ngoài. Cả người nàng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuộc sống lại nhàn rỗi tự tại giống như thường ngày. Trừ thẩm ân mỗi ngày muốn đích thân dạy dỗ nàng luyện kiếm ra, thật sự là điều tốt đẹp. Đại sư Huynh, tay ta mỏi quá, hôm nay có thể không luyện không? Nguyễn Nguyễn lộ vẻ mặt đau khổ, yếu đuối mà nhìn nam nhân nhàn nhã ngồi trên ghế ở một bên, trông rất tội nghiệp. Mê tà, nam nhân ngồi trên ghế di chuyển quyển sách cầm trong tay, đôi mắt đen láy, vẫy vẫy tay với thiếu nữ đang chơi hoa đào, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, nghỉ ngơi một lát. Hôm nay dễ nói chuyện như vậy à? đè xuống đầy bụng ngờ vực, Nguyễn Nguyễn đặt trường kiếm ở trên bàn đá, hí ha hí hừng mà chạy chậm đến bên người nam nhân, ngoan ngoãn ngồi xuống ở trên cái ghế đầu đối diện và lau mồ hôi chán. Xoa bóp cổ tay đau nhức mấy cái, thấy nam nhân vẫn nhìn chằm chằm trang sách hết sức chăm chú, trong lòng động đậy, nàng tò mò xít tới, đại sư huynh, huynh đang đọc sách gì vậy? Quyển sách này không có bìa, nàng thấy Thẩm Ân Đô cầm ở trong tay lật xem đã mấy ngày, đọc đi đọc lại ít nhất ba lần. Cũng không biết sách gì mà đọc say sưa vậy, nàng nhất thời có hứng thú, lắm mồm mà hỏi một câu. Nam nhân được hỏi nhướng mày, giọng đột nhiên khàn hơn, con ngươi như nhìn lướt trên mặt đỏ bừng của thiếu nữ, muội nhất định phải đọc. Trần chờ trong chốc lát, Nguyễn Nguyễn gật đầu, có điều một giây kế tiếp, nàng hối hận không thể tát mình một cái. Sao nàng không quản được miệng mình vậy? Hay nói lòng tò mò hại chết mèo, người xưa không lừa mình. Vốn không phải là sách đứng đắn gì, khó trách ngay cả bìa cũng không dám có đập vào mắt ở trang bên trái là hai thân thể không hề có vải vóc trên người quấn quýt với nhau, mười ngón tay đan chặt, đầu bên đầu mà nằm, tư thế rất đi sâu vào. Trang sách bên phải viết một bài thơ ngắn. Bài thơ để một mình không có vấn đề gì, nhưng đặt chung với bức họa bên trái lại làm người ta suy nghĩ miên man. Chỉ nhìn thôi, mặt Nguyễn Nguyễn nóng lên, nàng yên lặng dịch ghế đầu của mình ra xa hơn. Đang đỡ đẫn, nàng cảm thấy có lẽ mình bị kim châm âm thầm ảo não tại sao mình cứ đòi xem. Bây giờ thì hay rồi, mắt nàng không sạch sẽ rồi. Dịch xa như vậy làm gì? Thẩm ân để quyển sách năm sáu chục trang qua một bên, duỗi tay kéo người, thần thái hết sức vô tội, là chính muội muốn đọc, không thể trông cậy vào ta. Ta cũng không ngờ bề ngoài đại sư huynh dạng dỡ, lại đọc loại sách làm người ta khó mà mở miệng này lúc ban ngày sáng rùa. Nguyễn Nguyễn cắn răng, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiển trách. Chuyện này có gì khó mở miệng, khuôn mặt đẹp của nam nhân hơi nhăn, không hiểu nói, âm dương giao hợp không phải là chuyện quá tự nhiên sao? Nếu không như vậy, con người sinh sôi con cháu như thế nào? Huynh đừng nói nữa, đại sư Huynh, Nguyễn Nguyễn đỡ đai chán, cảm thấy đầu có hơi đau, trột dạ nói, ta vẫn nên tiếp tục luyện kiếm hơn. Trực giác của nàng là thầm ân sai. Nam nhân này trông nghiêm trang, kỳ thực trong tối này không nên gia nhập Linh Vân môn tu tập kiếm đạo, hắn nên là đệ tử Hợp Hoan tông. Tin tưởng với sự nghiên cứu và sự lĩnh ngộ của chàng, sớm muộn gì cũng dẫn Hợp Hoan tông đi lên đỉnh cao. Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Nam nhân nhíu mày chặt hơn. Một tấc thời gian đáng một tấc vàng, sao ta có thể lãng phí thời gian tốt này? Nguyễn Nguyễn siết nắm đấm của mình, nói rung động đến tâm can, tránh thoát tay nam nhân nhấc trường kiếm trên bàn đá lên. Nếu như thế, nam nhân ngồi trên ghế đứng dậy, đi tới, lấy kiếm Trích Tinh của mình, mỉm cười, ta đọc trong tiểu thuyết, ở phàm trần giới có một loại kiếm pháp, tên là kiếm tình ý miên man, rất thích hợp cho huynh muội luyện cùng nhau. Hay chúng ta thử nhé. Ta nghi ngờ huynh lừa ta, Nguyễn Nguyễn trợn mắt cá chết nhìn, đứng tại chỗ không động đậy. Núi không theo ta, ta đi theo núi, dựa theo ý nghĩ này, quế miệng thẩm ân hơi nhếch lên, chàng lắc mình đi đến bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ ép buộc người cứng đờ mà cầm kiếm, vặn cổ tay tay nàng từng vòng. Lúc đầu nàng choáng váng, hai tay thẩm ân ôm lấy vòng eo nhỏ, sau đó chân trái nhảy một bước, cưỡng ép mà kéo eo thiếu nữ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cánh hoa bị gió thổi bay là tả không biết từ đâu tới, một cơn mưa cánh hoa rơi xuống. Cũng rơi lên mặt Nguyễn Nguyễn từ thế đó ở trong mắt giản chi bạch vô tình đi qua nơi này đẹp như có thêm tấm lọc kính hắn ta nghĩ chắc là tiểu sư muội vô tình ngã xuống rồi sau đó đại sư huynh kịp thời ôm lấy nàng trai tài gái sắc xứng đôi giản chi bạch với vẻ mặt như bị đụng đầu lặng lẽ lui về không phát ra cả một tiếng vang bởi vì đi quá nhanh hắn ta bỏ lỡ toàn bộ quá trình thiếu nữ nghiêm mặt mở miệng nói đại sư huynh huynh có thế để ta đứng lên trước không thổi bay một cánh hoa màu hồng rơi vào chóp mũi. Nguyễn Nguyễn đột nhiên nhe răng trợn mắt, đau khổ run ròng, eo ta, vặn. Ngọc kép, giản chi bạch với vẻ mặt tươi cười đi không bao lâu thì đụng phải mạc lưu quang đang sách kiếm ở đối diện. Hắn ta thấy phương hướng kia có hơi không đúng, vì vậy vươn tay ngăn người lại, ngươi đi đâu vậy? Tìm đại sư huynh so tài, nói đến đây, trên mặt mạc lưu quang toát ra vẻ oan ức, hâm mộ nói, đại sư huynh suốt ngày luyện kiếm cùng tiểu sư muội ta làm sư đệ mà muốn gặp sư huynh cũng khó ta cũng nhẫn nại mấy ngày hôm nay nhất định phải thỏa thích đại chiến một trận cùng đại sư huynh bây giờ không tiện giản chi bạch mơ hồ nói ra miệng thấy mạc liêu quang nghe không hiểu dứt khoát nói rõ đại sư huynh và tiểu sư muội ở bên nhau người đi hóng hớt gì vậy thì sao quan hệ của ba chúng ta rất tốt mạc liêu quang nói xong đi nhanh như gió về phía trước. Không giống, trong mắt Đại sư huynh nhìn tiểu sư muội tràn đầy tình yêu, nhưng ánh mắt Đại sư huynh sẽ đưa tình mà nhìn ngươi sao? Nói ra những lời này, trong lòng Giản Chi Bạch dễ chịu hơn. Hắn ta an ủi mà vỗ vai Mạc Liêu Quang dường như hóa đá, suy nghĩ nên nói gì. Chỉ thấy tên kia kết kết mà quay cổ, hỏi hắn ta, "Ý của ngươi là, Đại sư huynh thích tiểu sư muội?" sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn lại hỏi, tiểu sư muội cũng thích đại sư huynh. Hẳn vậy, thích, giản chi bạch suy nghĩ mới trả lời, không thích thì sẽ không luôn ở cùng đại sư huynh hơn nửa thời gian trong một ngày. Nhận được câu trả lời này, ánh mắt mạc liêu quang sáng kinh người trong nháy mắt, hắn chống nạnh cười ha ha, vậy thì quá tốt. Linh vân môn chúng ta đã lâu không làm hôn lễ, sớm nên náo nhiệt một phen. Nhắc tới cũng kỳ lạ, tư chất đệ tử Linh Vân Môn không tệ, dáng dấp cũng đẹp. Nhưng gần trăm năm qua, cứ thế không có có đôi có cặp. Đệ tử Tông Môn khác có người đẹp dịu dàng trong ngực, mà bọn họ một thân một mình ở với nhau, không luận đạo thì là chơi bài cầu. Bài cầu là lan truyền từ trần thế, nhàn rỗi không chuyện gì chơi một ván, đúng lúc giết thời gian nhàm chán. Có tin vịt nói Linh Vân Môn chính là cái ổ lục căn thanh tịnh, nơi một đám tu sĩ không nhiễm hồng trần ở. Mạc Liêu Quang không thích nghe lời này, bọn họ không tu vô tình đạo, ai nói là bỏ hồng trần. Như thế rất tốt, nếu đại sư huynh và tiểu sư muội ở bên nhau, ắt phải cử hành lễ lớn kết đạo lữ. Đến lúc đó, xem ai còn dám cười nhạo đệ tử Linh Vân môn giống hòa thượng không ăn thịt. Mạc Liêu Quang vui vẻ hát hí kịch rời đi, giản chi bạch ở lại không hiểu sao nhưng hắn ta nhanh chóng biết được tại sao hai kẻ ngu này vui vẻ như vậy. Bởi vì không tới một ngày, chuyện Thẩm Ân và Nguyễn Nguyễn muốn kết làm đạo lữ truyền khắp trên dưới Linh Vân Môn. Không tới ba ngày, toàn bộ tu tiên giới đều biết chuyện này, còn nói có kết có cấu. Ngay cả chuyện hai người cũng nghĩ ra được, còn viết thành sách. Nghe nói vừa lên kệ trong cửa hàng đã bán sạch, làm chủ quán kích động vội vàng bổ sung hàng run run dày dày cầm tiểu thuyết mới ra lò trong tay, đầu giản chi bạch đầy đổ mồ hôi, cuối cùng hắn ta cay mắt mà che mặt. Thật sự là chữ trên bìa ngoài của mấy quyền tiểu thuyết kia không chỉ to, màu sắc còn tươi đẹp, hút mắt lạ thường. Tên những tiểu thuyết đó to gan thẳng thừng, thí dụ như ái thê dịu dàng của đạo quân lạnh lùng, đạo quân ngươi đuổi ta đuổi trốn đâu, nhật ký theo đuổi thê từ của đạo quân độc tài, nữ nhân, ngươi đã khiến bản quân chú ý trái tim nhỏ run run, giản chi bạch ngồi yên mà mặt sáng như cho tàn. Hắn ta đoán, nếu thẩm ân biết tin tức này để lọt đến mạc liêu quang là từ trong miệng hắn ta, rồi sau đó thằng mốc kia rêu rao khiến mọi người đều biết, sắc mặt đại sư huynh nhất định sẽ rất đẹp. Chứ đừng nhắc tới biên soạn những tiểu thuyết linh tinh kia, hắn ta và mạc liêu quang đều ra sức, thậm chí còn cắt giảm tình tiết. Nhưng hắn ta thề, hắn ta không ngờ thành phẩm lại như vậy con mẹ nó cay cả mắt đừng hỏi hỏi sẽ hối hận giản chi bạch đón gió đang sống sờ sờ ngồi hóa tượng đá phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn